Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng xem bộ phim khoa học viễn tưởng X-Men, ngày cũ của tương lai. Trong thế giới tương lai, con người đã chế tạo ra một loại robot có tên là Sentinel. Không dưới nửa năm, hầu như nó đã tàn sát tất cả những người biến dị trên toàn thế giới. Những con quái vật này không chỉ biết bắt chước khả năng của đối thủ, mà còn có thể chuyển đổi tùy ý mọi hình thái. Chúng chính là khắc tinh của người biến dị. Dưới sự áp chế của loại sức mạnh tuyệt đối này, dị nhân một phen cố lớn. Để thay đổi tương lai u ám này, những dị nhân còn lại chỉ có thể cố hết sức để tìm ra lối thoát mới. Sự hy sinh của mọi người cuối cùng đã đổi lấy chút thời gian quý báu cho Kitty. Cô đã thành công đưa ý thức của Bishop trở về 3 ngày trước để cảnh báo những người khác về cuộc tấn công này. Tương lai lập tức được thay đổi, những dị nhân vẫn sống sót gặp gỡ giáo sư X tại một căn cứ bí mật ở Trung Quốc và thảo luận bước tiếp theo để chống lại Sentinel. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ kế hoạch ám sát của Javen vào năm 1973. Khi đó, một nhà khoa học tên Chad đã phát hiện ra sự tồn tại của dị nhân. Sau đó, ông ta như phát điên bắt giữ những dị nhân để dùng họ làm đối tượng thử nghiệm nhằm chế tạo ra Sentinel bản đầu. Hành vi này của ông khiến Javen phẫn nộ. Vì vậy, để trả thù cho những người đồng bào của mình, Javen đã lẻn vào Nhà Trắng và bắn chết Chad. Vụ ám sát của Javen lập tức bị bại lộ, chính phủ không chỉ bắt cô mà còn khám phá ra bí mật về sự biến đổi gen của cô. Con người đã dùng gen của cô để tạo ra Sentinel bản cuối cùng chỉ trong 50 năm. Trong tương lai này, Magneto chỉ có thể hợp lực với giáo sư X để chống lại kẻ thù. Họ cho rằng siêu năng lực của Kitty là một bước đột phá, nhưng vì việc xuyên ý thức có tác hại lớn đến não bộ, Kitty chỉ có thể giúp ý thức của Bishop trở lại vài ngày trước. Đối với đề xuất quay trở lại năm 1973 của giáo sư X, Kitty thẳng thắn từ chối khả năng này. Lúc này, vì có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, nên Logan tự nguyện. Anh ấy cho rằng mình có thể chịu được các tổn thương này, nên yêu cầu Kitty đưa anh ấy trở lại năm 1973 để ngăn chặn hành động ám sát của Javen, để chặn đứng kế hoạch Sentinel ngay từ trong trứng nước. Lần nữa tỉnh lại, Logan đã thành công trở về quá khứ. Ngay lúc này, có mấy người đàn ông đột nhiên đạp cửa xông vào. Nhìn dáng vẻ có lẽ chúng đang muốn kiếm chuyện đây mà. Thời điểm này, Logan vẫn chưa có móng vuốt thép, anh chỉ có móng vuốt xương, nhưng năng lực tự phục hồi của anh vẫn chưa hề mai một. Sau khi đối cứng với loạt đạn, anh liền tung đòn hạ gục mấy tên nhãi nhép. Và lúc này, Chad đang đề xuất kế hoạch Sentinel của mình với Quốc hội. Nhưng tại thời điểm đó, kế hoạch của ông là điều viển vông đối với chính phủ. Vì vậy, Quốc hội đã bác bỏ đề xuất của ông. Với khả năng biến hình thành bất cứ ai, Javen đã cải trang thành đại tá, tìm thấy các dị nhân bị mắc kẹt. Javen còn đánh bại thiếu tá Sir Chiker, giải cứu thành công họ khỏi doanh trại. Sau đó, Javen cải trang thành Chad để trà trộn vào công ty của ông. Cô lật lại hồ sơ bí mật của Chad với các thí nghiệm trên dị nhân. Cái chết của đồng đội khiến Javen đau đớn và phẫn nộ. Cô lập tức quyết định sẽ giết Chad để trả thù cho đồng loại của mình. Trở về quá khứ, Logan tìm đến ngôi trường dị nhân bị bỏ hoang. Nhưng ngôi trường lúc này chỉ có giáo sư X và quái thú Hank. Điều khiến Logan ngạc nhiên hơn cả là mặc dù giáo sư X có thể đi lại, nhưng trông anh rất chán nản, thậm chí không quan tâm đến tương lai mà Logan nói. Qua lời giải thích của Hank, Logan mới biết sự thật. Giáo sư X không chỉ mất đi Magneto, Raven, mà còn cả đôi chân của mình. Ngay đến học sinh của học viện X cũng bị cưỡng ép nhập ngũ. Điều này đã tác động đến giáo sư X sâu sắc và Hank đã phát hiện một loại huyết thanh có tác dụng giảm đau cột sống để giúp giáo sư X đứng lên một lần nữa. Nhưng giáo sư X vì quá suy sụp nên đã sử dụng quá liều, khiến anh mất đi năng lực ngoại cảm. Lúc này, những lời của Logan khiến cho giáo sư X bắt đầu lo lắng về Javen. Để ngăn Javen tiếp tục phạm sai lầm, cuối cùng giáo sư X đã quyết định giúp Logan. Nhưng trước khi hành động, họ phải giải cứu Magneto. Magneto tại thời điểm này đang bị giam giữ trong nhà tù ngầm của lầu Năm Góc, nơi được bao quanh bởi một cấu trúc sa thạch và xi măng và được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Vì vậy, để giải cứu Magneto, Logan quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn Peter. Peter lúc này chỉ là một đứa trẻ và thậm chí không biết Logan là ai. Peter bất cần đời, không thể cưỡng lại sự xúi giục của Logan. Khi biết Logan và những người khác là dị nhân, Peter lập tức nhận lời đi cướp mục. Cả nhóm giả danh du khách và bước vào lầu Năm Góc. Đầu tiên, Hank thay đổi hình ảnh ở camera giám sát, trong khi Peter dùng siêu tốc độ để vào thang máy nơi cảnh sát đang đi đưa cơm. Sau khi dùng băng dính dán cảnh sát bên trong thang máy, Peter mặc đồng phục cảnh sát và đến đưa cơm cho Magneto. Lúc này, Magneto nhìn vào tờ giấy trong hộp cơm nhưng tỏ vẻ không hiểu. Peter bắt đầu dùng hai tay để thực hiện rung siêu tốc, nhanh chóng làm vỡ chiếc kính nặng và đưa Magneto thoát khỏi phòng giam. Nhưng vào lúc cảnh sát ập đến, Peter dùng siêu tốc độ cùng Magneto nhanh chóng đi đến thang máy. Trải nghiệm kỳ lạ này khiến Magneto không kịp thích ứng trong giây lát. Bên ngoài thang máy, giáo sư X và Logan cũng sẵn sàng ứng phó. Sau khi mọi người gặp nhau, Magneto mới biết được tình trạng của giáo sư X. Vì giáo sư X không còn kiểm soát được ý thức của người khác, Magneto chuẩn bị giết người cảnh sát bất ngờ lao tới. Vào thời khắc quan trọng, Peter đã hành động kịp thời, anh dùng siêu tốc độ để di chuyển xung quanh. Không chỉ hạ gục tất cả cảnh sát trước mặt mà còn thay đổi đường đi của viên đạn,
thành công cứu mọi người. Sau khi giải cứu Magneto, mọi người tách khỏi Peter. Logan đến lúc này cũng chia sẻ các thông tin với Magneto. Giáo sư X lúc đó không ngừng phàn nàn về những gì Magneto đã làm trước đó. Những lời buộc tội của giáo sư X khiến Magneto rất tức giận, suýt nữa khiến máy bay rơi vì mất kiểm soát. Nhưng qua cuộc tranh cãi này, cả hai đã giải quyết hiểu lầm của mình và trở lại làm bạn lần nữa. Trong khi đó, Raven đã giết một quan chức cấp cao và thay thế ông. Điều cô không ngờ là, trước khi hiệp định hòa bình được ký kết, Chad đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch Sentinel của mình. Khi Chad đang giới thiệu thiết bị phát hiện dị nhân của mình, thì đã vô tình phát hiện Raven. Nhưng Raven nhanh nhẹn và dễ dàng giải quyết các nhân viên an ninh xung quanh. Ngay khi Raven chuẩn bị bắn Chad, thì ngay lập tức Logan và những người khác đã đến kịp thời. Điều này khiến Raven phân tâm. Striker nhân cơ hội này dùng sốc điện tấn công cô. Thế vậy, Magneto nhanh chóng đánh Striker ngã xuống đất. Nhưng điều mọi người không ngờ tới chính là để loại bỏ mối đe dọa do Raven gây ra, Magneto muốn trực tiếp giết cô. Giáo sư X và Hank vội vàng ngăn cản để Raven có thời gian chạy thoát, nhưng cô vẫn bị trúng một viên đạn của Magneto. Sau đó, Magneto và Hank vật lộn với nhau, điều này khiến dư luận rất hoang mang. Lúc này, Logan vì nhìn thấy Striker nên rơi vào tình trạng bất ổn. Logan của tương lai bắt đầu vùng vẫy và vô tình khiến Kitty bị thương. Sau khi ý thức của Logan tương lai rời đi, Logan của thời đại này dần dần trở lại. Lúc này, Logan hoàn toàn không biết giáo sư X và tình hình dần mất kiểm soát. May thay, Kitty cố nén đau và thành công kiểm soát ý thức của Logan. Ý thức của Logan trở lại quá khứ một lần nữa. Mặc dù với sự giúp đỡ của anh, Raven thành công trốn thoát, nhưng các phương tiện truyền thông đã công khai sự tồn tại của dị nhân. Sự hỗn loạn tại hội nghị hòa bình Paris giúp Chad thuyết phục thành công Tổng thống Mỹ đồng ý với kế hoạch Sentinel và tài trợ cho nghiên cứu này. Sau đó, Magneto phát hiện ra rằng trong lúc hỗn loạn, người của công ty Chad đã thu thập được một mẫu máu của Raven tại hiện trường. Điều này khiến anh nhận ra tình hình đang dần tệ đi. Sau đó, Raven đi tìm Magneto vì muốn biết mục đích của anh muốn giết mình. Sau khi nghe Magneto kể lại, Raven cũng biết được thông tin từ tương lai. Nhưng cô không đồng ý với kế hoạch của Magneto, vậy là cả hai lại đường ai nấy đi. Mặt khác, Logan biết rằng muốn tìm được Raven phải dùng đến khả năng thần giao cách cảm của giáo sư X. Dù cuối cùng giáo sư X đã bị thuyết phục, nhưng anh đã không thể kiểm soát được năng lực của mình nữa, thậm chí còn làm hỏng máy cường hóa sóng não. Vì vậy, để giáo sư X lấy lại niềm tin vào bản thân, Logan khai mở ý thức của mình, giúp giáo sư X đi đến tương lai thông qua mình và nói chuyện với giáo sư X ở tương lai. Nhờ vào điều này, giáo sư X dần dần lấy lại niềm tin ở chính mình. Nhưng Kitty trong tương lai mất quá nhiều máu, dần dần mất đi sức lực của mình. Vì vậy, Magneto và Iceman đi giải cứu Zogu đang bị con người nghiên cứu để cho Zogu hấp thụ năng lực của Kitty. Nhưng họ đã gặp phải sự tấn công của Sentinel. Vì vậy, để Magneto và Zogu rời đi thành công, Iceman đã anh dũng hy sinh. Nhưng những người trốn thoát không biết rằng cánh tay đứt lìa của một Sentinel đã theo tàu vũ trụ đến căn cứ của dị nhân. Trong quá khứ, Chad đang bắt đầu thiết kế các mẫu Sentinel để ra mắt trước truyền thông. Nhưng điều ông không ngờ chính là Magneto tìm thấy chuyến tàu vận chuyển các Sentinel, dùng sức mạnh của kim loại để thay đổi thiết lập của những Sentinel này. Bằng cách này, Magneto có thể dễ dàng điều khiển Sentinel. Mà bên này, giáo sư X đã thành công khống chế Raven tại sân bay. Sau một hồi khuyên nhủ, Raven vẫn kiên quyết ám sát Chad, nhưng giáo sư X đã nhìn được điểm đến tiếp theo của cô là Washington. Cùng lúc đó, Magneto tấn công lầu 5 góc vào ban đêm và lấy lại chiếc mũ có thể chống sóng não thuộc về mình. Kế hoạch của Magneto rất đơn giản và ngắn gọn, chính là vào buổi lễ ra mắt, trực tiếp dùng nguyên mẫu của Chad để giết Tổng thống. Nhưng giáo sư X lại dùng cách đi đường vòng. Sau khi biết Raven vẫn muốn giết Chad, anh cùng Logan và Hank đi tới buổi lễ này. Giáo sư X phát hiện Raven cải trang thành một quan chức cấp cao, bước về phía Chad. Cô nhắm chuẩn thời cơ, ngay lúc cô rút súng ra thì lại bị giáo sư X điều khiển đại não. Ngay lúc hai người đang giằng co, thì Magneto ở một bên đã bước đến giữa sân vận động. Chỉ thấy anh ta giang hai tay ra, cả sân vận động bỗng chốc nứt toác ra. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh kích hoạt Sentinel của Chad và liên tục tấn công vào đám đông. Dưới sự bảo vệ của các đặc vụ, Tổng thống và Chad di chuyển đến hầm trú ẩn trong Nhà Trắng. Raven nhân cơ hội này đã trà trộn vào để loài người thấy sức mạnh của dị nhân. Magneto dùng sân vận động để bao vây Nhà Trắng, rồi điều khiển Sentinel tấn công ngay phía trên. Giáo sư X đã bị đống đổ nát làm bị thương và không thể di chuyển. Logan muốn khiến Magneto dừng lại, nhưng anh lại không phải là đối thủ của Magneto. Magneto cùng lúc điều khiển Sentinel tấn công Hank và dùng các thanh thép xuyên qua cơ thể của Logan, sau đó ném Logan xuống con sông gần đó. Trong tương lai, Logan không ngừng co giật trên giường vì đau đớn, điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng điều nguy hiểm hơn, đó chính là Sentinel lợi dụng cánh tay đó đã truy tìm được căn cứ của các dị nhân. Magneto ở tương lai nhìn thấy những người còn lại đang gặp khó khăn, quyết định tham gia trận chiến một lần nữa để câu thêm thời gian cho họ. Khi đối mặt với vô số Sentinel, Magneto dùng sức mạnh của mình điều khiển tàu vũ trụ.
và để Storm kích nổ nguồn điện của Kitten bằng tia sét nhằm tạo ra một quả bom khổng lồ. Sau khi bom nổ, các Sentinel cũng lập tức nổ tung. Nhưng Magneto không may bị mảnh vỡ của vụ nổ đâm trúng. Điều mọi người không ngờ đến là một số Sentinel đã bám vào vách đá và tấn công lại họ dưới sự bao phủ của màn đêm. Dù bị thương, nhưng Magneto cố dùng những mảnh vỡ của phi thuyền để bịt kín cánh cửa. Mặc dù Magneto được cứu vào trong, nhưng những dị nhân đang chiến đấu bên ngoài đã yếu sức dần. Họ bị những Sentinel hùng mạnh tấn công liên tục, cuối cùng tất cả đều hy sinh. Trong quá khứ, Magneto trực tiếp kéo toàn bộ hầm trú ẩn ra khỏi Nhà Trắng. Anh tức giận phá hủy bức tường của hầm trú ẩn và nhắm vũ khí vào Tổng thống và những người khác. Trước khi ra tay, anh dùng máy quay tại hiện trường tố cáo tội ác của con người trước truyền thông, đồng thời chất vấn bọn họ vì sao phải đổi cùng giết tận dị nhân. Hiện giờ Magneto muốn giết chết Tổng thống để mọi người biết rằng các dị nhân mới là chủ nhân của thế giới này. Tổng thống tiến tới trước, ông dùng bản thân để trao đổi với hy vọng Magneto sẽ tha thứ cho những người khác. Nhưng Magneto không biết rằng vị Tổng thống này là do Javen cải trang. Nhân lúc Magneto bất cẩn, Javen sử dụng một khẩu súng lục đặc biệt bắn Magneto ngã xuống đất. Sau khi hạ gục Magneto, Javen xoay người lại, chuẩn bị giết chác. Nhưng lúc này, giáo sư X bất ngờ ngăn mọi người. Tuy nhiên, anh không kiểm soát Javen như trước. Sau khi thuyết phục, anh trao quyền lựa chọn cho Javen để cô quyết định tương lai của dị nhân. Lúc này, trong trận chiến ở tương lai, Magneto bị thương, cùng người bạn già lưu luyến nói lời tạm biệt. Sentinel cũng lao vào pháo đài cuối cùng. Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của mọi người, trong lòng giáo sư X cũng đau đớn tột cùng. Nhưng trong quá khứ, cuối cùng Javen đã lựa chọn đúng, bỏ vũ khí trong tay xuống. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn tương lai, nguy cơ của dị nhân cuối cùng đã được giải quyết. Sau đó, Javen lấy đi mũ bảo hiểm của Magneto. Nhận được tín hiệu, giáo sư X lập tức điều khiển Magneto nhấc đống đổ nát ra khỏi người mình. Nhưng Magneto và giáo sư X vẫn vì con đường riêng mà mỗi người đi một ngả. Họ tạm biệt nhau một cách chân thành và đi tìm tương lai riêng của mình. Cùng lúc Magneto rời đi, Javen cũng ẩn mình trong đám đông. Trong lúc đó, cảm giác ngột thở ngày càng mạnh mẽ, Logan dần buông tay và trở về tương lai. Lúc này, anh phát hiện mình đang ở trong trường dị nhân của giáo sư X. Những người đồng đội từng sát cánh chiến đấu đều đang sống rất tốt ở đây. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn, đó chính là anh thực sự gặp lại Jean. Mặc dù Scott đã đến gần ngăn chặn anh chạm vào Jean, nhưng Logan vẫn có cảm giác đây là mơ. Lúc đầu, giáo sư X chỉ chào hỏi Logan một cách bình thường. Cho đến khi Logan đề cập đến một lịch sử khác, giáo sư X mới nhận ra rằng Logan, người đã thay đổi lịch sử đã trở lại. Logan trong quá khứ đã được con người vớt lên khỏi sông. Khi anh tỉnh lại, được Javen cải trang thành Sir Tracker đưa đi. Nhưng ở trong quá khứ xa xôi hơn, dị nhân Khải Huyền đang xây dựng một kim tự tháp. Đây là một vị thần giữa những người bình thường, và X-Men cũng sẽ đón những kẻ thù mạnh hơn. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Nếu bạn thích video này, đừng quên like và comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.